nó rất là thu hút em. Và nó làm cho em cũng cảm thấy là em muốn chinh phục được nó. Khi mà anh Phong fit lại hết tất cả cho em, và nhất là cái bao tay nữa, anh rất là chiều em nữa. Cho nên là em cảm thấy là anh Phong, mỗi lần mình đi với anh Phong, và anh Phong một người rất là chu đáo, lúc nào cũng làm cho em tự tin và lúc nào cũng làm cho em tỏa sáng hết. What does it mean when every day feels like a dream? Every moment with you feels like a dream. Trên người của Eric hiện tại đang mặc một bộ full look của anh Trung Thanh Phong, và thực sự là Eric cảm thấy mặc dù là thời tiết rất là nóng và đúng là, nhưng mà Eric nghĩ là thời trang fan thời tiết thôi. Thực ra là Eric cảm thấy rất là tự tin khi mà mặc cái bộ đồ này, và nó tôn lên dáng của Eric, và nói chung là Eric rất là thích cái bộ đồ này, nên là Eric đang rất là chờ đợi vào bộ sưu tập sắp tới của anh Trung Thanh Phong với chủ đề là I Dream A Dream, và rất mong là mọi người sẽ ủng hộ cho bộ sưu tập mới lần này của anh Trung Thanh Phong thật nhiều nhé.